đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, các loại cá chứa rất nhiều khoáng chất nè, canxi, phốt pho, kẽm, magie v.v. rất tốt cho sức khỏe nên thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Và đặc biệt là đối với cá thu á, thì cung cấp nhiều chất đạm, chất béo. Những loại chất dinh dưỡng này thì là rất tốt cho các đối tượng như là người già, trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ sau khi sinh nữa. Nghe cô Thảo nói như vậy thì chúng ta ngày hôm nay chắc là sẽ có một món ngon được làm từ cá thu phù hợp với tiêu chí của chương trình là ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui đúng không ạ? Chắc chắn rồi, nhưng mà trước khi ăn ngon sống khỏe còn phải nấu nhanh trong tích tắc nữa. À, mà hình như ngày hôm nay cũng là ngày mở đầu thực đơn mới của tuần này đúng không cô? Đúng rồi. Không biết món đầu tiên có tên là gì cô ha? Món ăn mà ngày hôm nay Diệu Thảo giới thiệu đến với quý vị khán giả và Minh Châu đó là món cá rim giấm mè. Để thực hiện món cá rim giấm mè, quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 400 gram cá thu, hành lá, ngò rí, một ít ớt băm, tỏi băm, dầu mè, gừng băm, mè trắng rang vàng, các loại gia vị thông thường và giấm gạo nguyên chất Lisa. Cá thu mua về thì quý vị khán giả sẽ rửa sạch đi. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn và chúng ta bỏ cái phần xương đi. Cái phần cá thu á, thì thường rất ít xương, chỉ có cái phần xương giữa nào và phần đầu này có một ít xương nữa. Chúng ta sẽ bỏ cái phần xương ở phần đầu này đi. Quý vị khán giả sẽ ướp vào trong cá một ít tiêu. Phần hành ngò thì quý vị khán giả sẽ sắc nhỏ ra, cho vào trong dĩa. Rồi, phần cá em cũng ướp xong rồi. Cô cảm ơn Minh Châu. Sau khi quý vị khán giả ướp cá xong rồi đó, thì chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp và chảo chúng ta cho nhiều dầu để chúng ta sẽ chiên phần cá này. Bây giờ quý vị khán giả sẽ tiếp tục sử dụng một gói bột tẩm khô chiên giòn Aciquid. Em thấy mình áo sơ sơ như vậy là bột đã thấm đều quanh cái miếng cá rồi. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần tẩm bột như thế này và bây giờ cô để ra một cái dĩa khác. Dầu cũng đã nóng, cô sẽ thả cá vào và chúng ta chiên vàng. Chúng ta không cần chiên cho cá chín quá, nhưng mà khi chúng ta qua cái giai đoạn mà chiên như thế này á, sẽ làm cho cá thấm gia vị nè, có lớp vỏ vàng giòn bên ngoài. Khi mà mình rim với giấm mè lại càng thơm ngon hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo để chúng ta rim cá. Quý vị khán giả sẽ cho vào trong chảo khoảng một chén nước, 4 muỗng canh nước tương Lisa. Cô sẽ tiếp tục cho thêm khoảng 2 muỗng canh đường. Kế đó cô sẽ cho tiếp khoảng 2 muỗng canh giấm vào. 2 muỗng canh giấm gạo Lisa. Đúng rồi, chúng ta sử dụng 2 muỗng canh giấm gạo Lisa có một cái tác dụng rất là đặc biệt đối với món cá này. Nó sẽ làm cho món ăn của chúng ta có cái hương thơm tự nhiên của giấm gạo Lisa nè. Và đồng thời nó cũng có tác dụng là làm giảm bớt cái vị tanh của cá nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ cho khoảng 2 muỗng canh gừng băm vào. Kế đó cô sẽ cho vào khoảng 2 muỗng cà phê tỏi băm nè, 1 muỗng cà phê ớt băm và 2 muỗng cà phê dầu mè nữa. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta làm món này thì chúng ta nấu cái phần nước sốt phải sôi lên, rồi kế đó chúng ta mới cho cá vào. Thì như vậy sẽ làm cho món ăn sẽ ngon hơn, cá sẽ thấm gia vị, thơm ngon mà không bị tanh. Cô ơi, em thấy nước xăm xắp mặt cá vậy là được phải không cô? Phải rồi, khi mà chúng ta làm món ăn này thì quý vị khán giả phải để cái phần lượng sốt vừa đủ xăm xắp mặt cá. Thì lượng sốt vừa đủ nè. Thứ hai nữa là khi chúng ta rim thì với lửa nhỏ thì gia vị sẽ thấm từ từ vào cá, thì như vậy món ăn mới ngon. Dạ em nhớ rồi, quý vị khán giả cũng không quên đâu đúng không ạ? Chúng ta sẽ rim cá với lượng sốt phải vừa đủ nè. Bên cạnh đó thì rim với lửa nhỏ thôi. Như vậy gia vị sẽ thấm vào bên trong thịt cá, làm cho món ăn thêm thơm ngon và đậm đà. Khi mà nước sốt đã sệt lại như thế này rồi, chúng ta sẽ cho cái phần mè rang vào. Quý vị rắc đều cái phần mè rang này lên. Tiếp tục cho phần hành lá và ngò rí này vào, trở đều một lần nữa. Sau đó chúng ta lại tiếp tục nấu sôi khoảng chừng 3 phút nữa là được rồi. Như vậy là món ăn của chúng ta hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ bày món ăn ra dĩa thôi. Đúng rồi, phải cho miếng hành lên trên nữa. Cuối cùng thì mình sẽ để thêm một nhánh ngò rí nữa. Như vậy là xong. Bây giờ là đến phần của Minh Châu nè. Em cảm ơn cô ạ. Ôi, thơm mùi giấm mùi mè. Hấp dẫn quá đi thôi. Sắn một miếng. Cô nhìn miếng cá nè, vàng ươm luôn. Ở bên trong thịt trắng, chắc. Chắc là ngon lắm đây. Làm sao mà một miếng cá mà lại có thể có nhiều cái hương vị như vậy ta? Đầu tiên khi mà em ăn vào thì em cảm nhận ngay là bên ngoài thì có một cái độ
đậm đà do mình có tẩm bột tận khô chiên giòn Aziquick, nhưng mà tận sâu ở bên trong miếng cá vẫn rất là thấm gia vị, ăn dai dai, ngọt ngọt, thơm lắm cô. Đã vậy á, Minh Châu còn cảm nhận được ở trong từng cái miếng cá có những cái gia vị mà cô Thảo đã nêm nếm rất là vừa vặn, ví dụ như là nước tương Lisa nè, rồi giấm gạo Lisa nè, hay là một số những cái loại gia vị khác, và đặc biệt là mè trắng rang và cả dầu mè nữa chứ. Nếu như mà quý vị thực hiện món này á thì Minh Châu không tin là quý vị không thích đâu. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều, và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là để làm món này được ngon á thì trong quá trình chiên chúng ta phải chiên lửa lớn để cho cái phần vỏ bên ngoài của cá vàng giòn, nhưng mà không được để cho bị cháy thì sẽ mất ngon. Và đặc biệt là sự kết hợp của mè trong món ăn làm cho món ăn của chúng ta tăng thêm phần độc đáo và lạ miệng. Hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ thành công đối với món ăn ngon và lạ ngày hôm nay. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Đúng như cô Thảo vừa mới chia sẻ, sự kết hợp tài tình giữa mè trắng nè cùng với giấm gạo Lisa và rất nhiều những gia vị khác thấm đều vào bên trong thịt cá làm cho miếng cá thơm ngon đậm đà khó cưỡng lại lắm quý vị ơi. Nếu như quý vị thực hiện món ăn này thì Minh Châu tin rằng những người thân của quý vị sẽ thích. Quý vị nhớ theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được phát sóng vào ngày mai và ngày mốt để biết được hai món ăn còn lại của thực đơn tuần này là hai món gì quý vị nhé. Như vậy thì chúng ta có thể kết hợp với món cá rim giấm mè ngày hôm nay để tạo thành một mâm cơm thật nhiều tình cảm và nhiều dinh dưỡng dành tặng cho những người thân yêu của mình. Và khi thực hiện thành công rồi thì đừng quên gửi thư về báo cho chương trình quý vị nhé, bằng cách là viết thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cô Dự Thảo và Minh Châu xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.